Chào mọi người, hôm nay trời Hà Nội rất là đẹp, mưa thuận gió hòa. Sau những ngày mưa bão thì chúng mình cũng đã được có những ngày thật là đẹp. Và ngày hôm nay thì mưa thuận gió hòa cũng là ngày mà chúng mình cũng sẽ thử thách anh Dưỡng. Anh biết là gì không? Biết rồi. Biết là gì đấy? Insta. Instagram follower control my day. Nhưng mà là husband anh version không? Tí anh sẽ tìm cách anh hành hạ lại nhé. Không dễ đâu. Ok. Và thử thách đầu tiên của chúng mình thì đang ở tầng 5, là cái tầng mà sẽ thử thách tầng cái đấy. Đấy chính là ăn sáng. Bọn mình ăn sáng đúng không? Thì làm đồ ăn cho vợ hay gì? Là pha cà phê. Thì các bạn chọn làm đồ ăn cho vợ. Các bạn tưởng là đây là thử thách khó với anh Dũng à? Không khó đúng không? Dễ mà. Ok, chúng mình vào bếp luôn nhá. Let's go. Đây, mở tủ lạnh ra nào. Sẽ có gì nào? Bên trong tủ lạnh. Đi ăn có xăng nhá. Yes, có xăng đi. Đấy, đây, 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 cái đấy. Bọn Ly thường buổi sáng sẽ tự ăn bacon. Nhất kiểu nhà lúc nào cũng sẽ có sẵn bánh mì này. Bacon nghĩa là thịt xông khói với cả trứng tề. Bữa sáng rất là nhanh gọn nhẹ. Cái này bọn Ly mua của hãng Nippon à? Ừ, ở trong Lotte. Hôm nay đổi nhiệm vụ thì nên là Ly sẽ làm cà phê cho anh Dũng. Thực ra cà phê anh Dũng đơn giản lắm. Cà phê anh Dũng chỉ là cold brew thôi. Đây, mới sáng của chú Vinh đây. Anh Dũng làm 100%, Ly chỉ đứng lại cạnh hướng dẫn thôi. Nhưng mà dễ mà. Bình thường là sẽ cần những thứ làm nhanh. Ừ, với cả thời gian ăn sáng đơn giản, nó nhanh gọn nhẹ. Không mất thời gian, nhà Ly ít khi ăn kiểu bún cháo miền phở lắm. Đây là sữa. Cheers, ăn thôi. Nào, let's eat. Tao mình ăn mấy cái này không chán nhỉ? Ừ. Bình thường là dễ chán lắm nhưng mà không hiểu sao ăn bacon một này, trứng là hai này, bánh mì. Trong lúc chúng mình ăn sáng thì chúng mình sẽ làm tiếp vào cái challenge nữa nhé. Anh Dũng gọi Ly bằng nickname hồi mới yêu hay là bây giờ thì ai cũng chọn là hồi mới yêu. Béo à? Béo. Bây giờ là bé bé. Nhưng mà thế còn ngày xưa, ngoài cái tên béo anh còn gọi em là cái gì nữa nhỉ? Cả trứng. Hồi xưa thì không rõ nhưng bây giờ rõ hơn này. Bây giờ đúng là cả trứng này. Thế giờ giữa tên béo và tên cả trứng, anh sẽ gọi em cả ngày hôm nay là gì? For sure cả trứng. Ok, thế đây là hôm nay các bạn sẽ được nghe anh Dũng gọi Ly là cả trứng. Cả ngày Ly hãy gọi anh Dũng là bề bề. Anh ơi, biết thử thách tiếp theo của anh là gì không? Là gì? Và thử thách tiếp theo của anh sẽ là làm smoothie cho em thay vì trà sữa. Hôm nay nhà đang có chuối. Thế nên là chuối à? Chuối. Lấy smoothie chuối. Smoothie chuối cacao. Chà chia. Đây, bọn mình dùng cái máy này của Lock & Lock. Nó khá là rẻ, có mỗi 500.000 thôi mà mạnh phết, khỏe phết. Lên. thử nha. Ooh. Perfect. Thank you. Go. Đây sẽ là bình smoothie của Ly cả ngày hôm nay cho đến bữa trưa hoặc là qua cả bữa trưa nữa. Thì rất là nhiều, 600ml mọi người. Anyway, please. Nào, cái gì tiếp hết. Nào? Cái tiếp theo của chúng mình sẽ là nói 5 câu tình cảm hay là viết thư tay cho vợ. Thực sự ấy, là Ly mong mọi người bảo anh Dũng viết thư tay. 9 năm mình yêu nhau, Ly mới nhận được một cái thiệp duy nhất mọi người ạ. Thế nên là thế nó mới quý, cái gì hiếm nó mới quý. Đấy, thế hôm nay là anh Dũng sẽ nói với cả trứng 5 câu. Và bọn mình lại sẽ để các bạn submit để cho nó gọi là cái độ sensual nó lên được cái level cao nhất. Đấy, bây giờ đây anh Dũng sẽ được xem. Cho anh Dũng vài giây suy nghĩ nhá. A few moments later. Oh, cảm ơn The Makeaholic cục.
chít đáng yêu của anh. Cái này anh dừng có nói. Uầy, có câu. Một tất đi em. Thẻ đây. Đây cả ví luôn này. Ấy. Wow. Đây, tí phải đóng thẻ. Tí phải đóng thẻ. Các bạn ơi, chồng mình có thẻ đen mọi người ạ. Nhưng mà thẻ đen này là thẻ đen security. I love you to the moon and back. Bình thường ấy, anh chọn câu sếp vậy. Nào. Ooh, em nóng bỏng quá. You turn me on every time. Hôm nay là ngày sến nhất của đời tôi. Anh thương cả trường lắm, em biết không? Thế nên là anh sẽ tặng em một quà. Đây là cái gì? À, ok. Đấy, anh nói rồi đấy. Rất là nhiều bạn nữ khi mà muốn giảm cân này hoặc là muốn giảm stress, tăng vòng 3 vân vân ấy, thì mọi người không biết bắt đầu từ đâu. Yes. Mà anh nói chuyện với Ly này, nói chuyện với rất là nhiều bạn khác ấy, thì thấy một cái là các bạn rất là ngại đến gym. Biết đâu đây là một cái mà sẽ giúp mọi người bắt đầu để làm quen với việc tập luyện và sau đấy thì có thể dũng cảm hơn đến phòng gym. Mà nếu mà kiểu cảm thấy là không phải là bởi vì là kiểu ngại đến phòng gym mà đơn giản chỉ muốn tập ở nhà để thoải mái, nhất là bây giờ Covid, thì anh nghĩ là một cái sản phẩm này đầu tư suy nghĩ lắm đấy. Trong thời gian qua quay video cho mọi người này, xong rồi chọn đồ cho mọi người này, xong rồi nghĩ chương trình tập các thứ, nó sẽ ở trong này hết. Với các bạn mà theo dõi make up mỹ phẩm đúng không? Thì các bạn biết ngày xưa ở Mỹ thì đã có những cái kiểu dạng như subscription box, nghĩa là những cái box đăng ký hàng tháng, giống như kiểu chúng ta đặt đó hàng tháng. Đây sẽ là một cái hộp mà các bạn có thể đăng ký được hàng tháng, các bạn có thể mua từng tháng một, hoặc là các bạn có thể đăng ký hàng 3 tháng liên tục. Nhiều đồ lắm. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có một lời cảm ơn. Còn sau đấy chúng ta sẽ có hai tờ nữa. Đây tờ đầu tiên là hướng dẫn sử dụng. Ừ. Hướng dẫn sử dụng và cũng như là thông tin của các cái sản phẩm có ở trong cái box này. Thì em nhớ hình như là có 3 box đúng không? Có 3 box khác nhau. Một là giảm mỡ này, hai là tăng vòng 3 này, cho những bạn nào mà máu lửa muốn kiểu sexy này, và giảm stress. Giảm stress thì chương trình nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ thiên về giãn cơ nhiều hơn. Và đằng sau thì nó sẽ có một cái QR code để mọi người dùng điện thoại hay bất cứ cái gì mọi người scan, và nó sẽ có chương trình tập đặc biệt dành cho chiếc hộp này. Nghĩa là cái chương trình tập này, em nhớ là anh có nói với em là chương trình tập đi theo mỗi hộp nó sẽ sử dụng tối ưu hóa hết tất cả những cái đồ ở trong cái chiếc hộp này, và mọi người không cần phải mua thêm cái gì cả. Có hiệu quả được thì chúng ta sẽ có cả một cái tờ ghi kết quả ở đây, và đằng sau thì chúng mình sẽ có một cái bàn như kiểu một dạng bảng Excel sheet để chúng ta kiểu gọi là ghi cái kết quả ở trong này. Bởi vì là mọi người hay bị một cái là cứ giảm cân chẳng hạn nhá, thì sẽ rất là hay chú ý tới cân nặng. Nhưng mà nhiều lúc cân nặng nó lên mà số đo lại giảm. Đấy, mình sẽ biết là cái chương trình nó có hiệu quả hay không, hay là mình ăn uống ok hay không. Thì đấy là hai cái tờ thông tin hướng dẫn này. Đây là cái box của Ly, thì nó sẽ có những cái dụng cụ mà Ly chưa có mọi người. Đây là cái box cho Ly thôi. Chứ còn mỗi mục tiêu nó sẽ khác nhau, thế nên là tìm sẽ thấy cái đồ khác nhau. Nói chung là mỗi một hộp nó sẽ có một cái dạng đồ khác nhau, tùy vào chương trình tập như anh Dũng có nói, và cũng như là mỗi tháng nó sẽ nâng cao dần lên. Kể cả sang những cái box thứ 2 và thứ 3 nhá, thì cái chương trình tập nó vẫn sẽ sử dụng cái đồ của cái hộp đầu tiên. Nhưng mà sẽ kèm theo các cái đồ của hộp thứ 2, thứ 3. Ngay từ đầu ấy là anh làm ra cái box này là anh nghĩ rất là kỹ về cái việc là làm thế nào để dễ dàng nhất cho mọi người. Và khi về đến nhà, cái hộp này về đến nhà thì cũng sẽ có sẵn video sử dụng những cái này ra sao. Cái video này sẽ dài khoảng 1 tiếng. Tập từ đầu đến cuối, có thời gian nghỉ, có số hiệp, số lần, số phút, số giây, đủ hết. Mọi người chỉ theo thôi, bật lên và cứ thế mà theo. Anh khuyên là nếu mà mình đã có mục tiêu rồi thì mình nên stick với mục nên tiêu đấy. Nên một mục tiêu thì thôi, ít nhất là 3 tháng. Mọi người đã đặt ra một mục tiêu gì rồi thì hãy cố gắng là đi theo cái mục tiêu đấy thì mới thấy được kết quả ngon. Đúng rồi. À đúng rồi, cái này các bạn có thể mua trên Shopee. Mà nếu mà bạn nào mà kiểu thành viên vàng, thành viên kim cương ấy, thì có thể đổi được xu để giảm giá để được trên post Shopee. Nói chung là mọi người lên Shopee nha. Follow shop và anh Dũng sẽ có những cái ưu đãi để biểu diễn cho mọi người. Ok. Thì trong này sẽ có một cái kích hoạt này. Đấy, kích hoạt xong thì
cứ cách 2 ngày Ly sẽ nhận được một cái email về video tập mới. Ok, đây email của Ly đây. Và bây giờ chúng mình sẽ ấn vào bài tập buổi 1. Thì chúng mình sẽ mở ra thì nó là một cái link. Rồi ok, bây giờ chúng mình sẽ bắn lên trên TV. Bedroom TV on. Rồi, và đó chính là sneak peek của chúng mình về cách mà chúng ta sẽ scanning và cũng như là chúng ta làm mọi thứ. Và tối nay thì anh Dũng sẽ bắt lịch tập thôi cũng được. Hôm nay mình để hành hạ chồng rồi thì tối không nay mình tập. Không sao, buổi 1 nó nhẹ. Bây giờ thì chúng mình sẽ tiếp tục đến thử thách thứ hai của anh Dũng. À, em không biết thử thách bao nhiêu rồi, nhưng mà thử thách tiếp theo của anh Dũng nhá. Hình như là thứ tư. Thứ tư. Tư sao? Chúng mình sẽ gọi cái gì món đấy? Cái gì đấy? Gọi order đồ. Và anh Dũng sẽ order đồ bình thường á. Là chỉ có một mình Ly order đồ thôi. Anh Dũng sẽ tưởng là Ly thì ăn gì anh ăn đấy, anh ăn theo. Em list ra khoảng 5 thứ thì anh ấy bảo không thích ăn gì cả. Quên đi, ngược rồi nhá. Ly cho hai option, một là option healthy hay là option fast food. Nhưng mà hôm nay các bạn chọn option healthy, healthy nhẹ, rồi đây. Gà rán Popeye có phải là healthy không? Bún bò Huế này ăn không? Cháo lòng này. Thực ra ấy, khi mà nhắc đến đồ healthy thì mọi người hay nghĩ đến là kiểu ăn salad. Năm 2019 Ly có làm một cái video test thử mukbang. Mukbang 5 quán salad hot nhất Hà Nội. Thì mọi người hãy xem lại cái video đấy. Anh đang tìm keyword healthy rồi. I know what. Oh yeah. Biết anh Dũng còn chọn gì không? Đấy chính là poke. Được đây anh. A few moments later. Chúng mình đã gọi được ăn xong rồi, anh Dũng đã gọi poke cho Ly. Trời ơi, lâu lắm rồi được ăn poke các bạn. Mấy tháng rồi. Mà dĩ nhiên là Ly thì Ly gọi cái chín. Anh Dũng thì gọi cái gì? Sống đúng không? Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, không thể nào không được rồi. Thế nên là bây giờ trong lúc chờ đợi shipper mang đến thì chúng mình làm luôn thử thách tiếp theo đi. Đúng rồi. Đây, thử thách tiếp theo của chúng mình. Đấy chính là mua hoa hay là hát tặng vợ. Nhưng mua hoa thì quá dễ rồi đúng không các bác? Có hát bao giờ cuộc đời anh Dũng chưa bao giờ hát. Đi karaoke ngồi im cười nhìn mọi người bye. Ngồi im cười nhìn mọi người. Đồn đều. Cái này có lẽ là thử thách khó nhất trong trong cả series ngày hôm nay cho anh Dũng luôn. Quốc ca được không? Không, điên à. Đoàn ca nhá. Nào. Rồi. Cái gì đấy? Ly ra đứng đằng kia đi. Ly ra đứng đằng cái kia gì sức lại phải ra đứng đằng kia? Đứng để nghe. Rồi nhá, set up xong rồi nhá, đứng im rồi nhá. Ok. Ra hát này. Mình sẽ quay mông lại. Hả? Cái gì đấy? Rồi này, hát này. Một cô hoa có chỉ tiếng sợ mì đã. Một cô hoa có chỉ tiếng sợ mì đã. Mù cô áp bố chì. Cái gì? Mù cô áp bố chì bia. Sao mì đe? Anh hát sờ quy kê mà. Anh đều thế. Anh định để em mà rung rung một cái là anh bắn thưởng em luôn đúng không? Các bạn có đồng ý với cách cheating đấy của anh Dũng không? Cheat đó. Hát mà. Hàn Quốc. Bây giờ bây giờ đây. Anh hát lại một lần nữa cho nó rõ ràng. Em chưa nghe thấy rõ nào. Một cô hoa bố chỉ biết sầm mì đã. Ly nghĩ là cho một con người mà không biết hát, hát như này là quá ổn rồi. Thế nên là thôi, bây giờ chúng mình đợi đồ ăn và đi lên nhà ăn trưa nha các bạn nhá. Nếu bạn nào thấy anh Dũng hát hay thì comment phía dưới cho Ly biết. Tại vì Ly thấy cũng nè, bình thường thôi. Trời ơi, lâu lắm rồi, cuộc đời tôi mới được ăn poke. Yeah. Đây, healthy đúng không? Chuẩn healthy, healthy luôn. Đây là option healthy duy nhất anh Dũng ạ. Ok. Đây là hai bát salad của chúng mình. Poke. Của Ly thì có tôm. Tại vì tôm này chín rồi ấy, thế nên là Ly ăn được. Chứ còn cả hồi tất cả Ly không ăn được rồi. Anh Dũng thì gọi cái gì ấy? Tuna hay là salmon? Cả hai. Cả hai à? Tuna và salmon. Yes. Xin mời mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cho Ly ăn healthy. Và cảm ơn anh Dũng đã cho poke. Version healthy của anh Dũng là kiểu healthy and balance, chứ không phải là healthy và salad. Healthy là điểm một chút, rắc một chút KFC. Tí nữa thì sẽ một là dọn nhà, hai là đi ra ngoài chơi. Đố anh biết là các bạn đã chọn cái gì cho anh? Chọn nhà. Không, đi ra ngoài chơi.
gì? Cảm ơn mọi người. Sao mọi người không chọn dọn nhà cho anh Dũng? Anh Dũng sợ nhất dọn nhà. Đừng cho anh Dũng đi ra ngoài chơi, để đi ra ngoài chơi là anh Dũng quá sướng. Không lẽ còn trời đẹp nữa mọi người. Nên thôi mọi người ăn đây, rồi tí nữa đi ra ngoài chơi nhé. Gặp mọi người sau. Chúng mình đã ra ngoài đường rồi đây. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Có lẽ như kiểu mọi người biết được là thời tiết sẽ đẹp, thế nên cho Ly đi chơi được không mọi người? Bây giờ anh Dũng đưa Ly đi chơi. Với việc là anh Dũng đi làm một số công việc của anh ấy, xong rồi sau đấy Ly mới được thực sự đi chơi. Mà không sao, hôm nay thời tiết đẹp, em sẵn sàng đi theo anh khắp mọi nơi. Chồng đã xong việc rồi, thế nên là bây giờ chúng mình sẽ được đi xem cô em bé tranh thủ trời nắng đẹp, đi xem cô em bé xem thế nào. Chứ bọn mình Ly cũng không nghĩ là bọn Ly sẽ mua ngay ngày hôm nay. Đi xem đã, chung là đồ to to thì bọn Ly chỉ cần phải mua có cụ em bé cả ghế ô tô thôi, mua dần dần đi, kiểu cần đến đâu thì mua đến đấy. Chứ Ly cũng không muốn là kiểu mua hết rồi cũng chả dùng cái gì hoặc là kiểu bị thừa, cũng như là kiểu không gây rác đến trong môi trường. Đi xem cũi xong thì cũng ok anh nhỉ. Bọn mình mua cũi gỗ tại vì đi xem cả cũi gỗ lẫn cũi vải rồi thì vẫn thích cũi gỗ hơn. Thì bọn mình sẽ quyết định mua sau. Hôm nay mới đi xem để ok tham khảo, thế có website các thứ rồi thì về nghiên cứu xong rồi đặt mua sau nhá. Gần đẻ xin tính sau. Được. Bây giờ thì đang đi mua đồ để Ly ngày mai có một cái video Ly sẽ quay cho các mẹ bầu là những cái thứ snacking option, những cái lựa chọn về ăn vặt của Ly trong thời kỳ bầu bí. Ly sẽ chia sẻ cho mọi người. Ly biết là hôm trước thì Ly có quay cái video đồ ăn trong vòng 7 ngày ấy, nhưng mà thực sự là cái tuần đấy là kiểu mình bị excited quá vì ăn toàn ăn hàng. Và nếu mà thực sự là kiểu ăn vặt cho mẹ bầu healthy, đủ chất và cũng như là tốt cho sức khỏe thì là cái video ngày mai Ly sẽ quay. Mission as complete. Đã mua được đồ này. Tối nay anh Dũng sẽ làm cho Ly một gọi là một bữa dinner date full course. Từ gì? Từ appetizer cho đến entree cho đến dessert. Kinh không? Hello. Bây giờ thì bọn mình đã đi về rồi, xong hết các mọi thứ rồi. Và đáng nhẽ là giờ này là giờ đi ăn á, nhưng mà tại vì buổi trưa nay ăn no quá anh nhỉ. Thế nên là bây giờ bọn mình vẫn chưa đói. Ly thì hôm nay đi cả ngày nên hơi mỏi, nhưng mà anh Dũng bảo là tập trước, xong rồi giãn cơ, lăn trước, xong rồi muốn làm gì thì làm. Đấy, lúc nào cũng phải thế, chứ không phải là cứ muốn chồng giãn cơ cho là được đâu các bạn. Bởi vì là cơ mà nó đang cứng, nó đang co lại thì giãn bằng tay rất rất là khó. Thế nên là mình phải tự giãn trước, mình phải... Đấy, thế nên là bây giờ Ly sẽ mở cái bài tập ngày hôm nay qua cái email mà các bạn gửi qua Secretary Suggestion Box. Tập luôn ngày hôm nay đây để xem là mẹ bầu 30 tuần rồi tập có ok không với cái bài đấy nhá. One hour later. Ôi trời ơi, chồng ơi. Sao? Thốn quá. Một tiếng rồi nè. Chồng chẳng phải làm gì. Vợ tập mình với huấn luyện viên. Anyway thì Ly là một đứa bầu đúng không? Thì Ly cũng sẽ có một vài bài Ly sẽ bỏ qua và Ly cũng không quay một tiếng cho mọi người đâu.
coi hết tất cả các bài thì các bạn vì gì cần phải mua box của chồng tôi nữa. Ly chỉ quay một vài cái thôi, còn từ nãy giờ anh Dũng giám sát Ly tập một tiếng đồng hồ. Bài người trên này thì đi tập được dễ đúng không? Thân dưới mà không dính đến bụng để tập được. Thân dưới thì đến cái bài mà nhún ấy, nhún mà bắt chân sang ấy là mệt luôn đúng không? Bởi vì người Ly đang carry, đang có thêm một đứa nữa. Chứ còn mấy bài thân trên thì ok. Như lúc nãy em thấy là có một cái đoạn mà em bị tập hơi sai ấy, là kiểu em đặt cái dây hơi sai so với bạn mẫu, thì em thấy nó nhẹ nhàng lắm. Xong rồi anh Dũng kiểu nhắc luôn, kiểu nhớ đặt đúng. Và lúc đấy bạn huấn luyện viên ở trong video bạn cũng nhắc là kiểu phải đặt ở cái phần nào. Thế mình kiểu ớt chết rồi, thế đặt lại thốn ngay. Thế nên là Ly nghĩ là nếu mà các bạn nào mà mua box này mà tập ngày đầu thấy dễ nhẹ nhàng tưởng thế nào thì Ly nghĩ là mọi người nên xem lại. Tại vì khi mà mình áp dụng với các dụng cụ rồi ấy, thì nó sẽ có một cái độ nặng khác và cái độ khó khác, thay vì là mình chỉ tập với cả body weight, là tập với sức nặng của cơ thể. Hôm nay là Ly hơi chủ quan thôi, cậy có chồng ở đây nên là không nhìn kỹ video. Chứ nếu mà nhìn kỹ video với nghe huấn luyện viên ở trong video thì tập sẽ đúng không? Đúng chính xác. Tí nữa lăn. Rồi, ăn trước. Lên ăn. Tối nay anh cho em ăn gì đấy? Burger. Đến đây burger được. Homestyle. Ok. Beef burger. Cái này ngon lắm, cái này siêu ngon. Ngon. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên. Bơ này. Để ấy này. Cái này ngon lắm. Đấy. Four pea. Đây là cheese nữa để cho vào burger. Cái cheese này cũng ngon nè. Burger bun. Burger bun mua ở Saint Jose. Đó. Tí nữa chồng sẽ như thế này. Nhưng mà anh có cần em giúp gì không? Em thái đồ hộ anh nhá. Ok. Ok. Anh Dũng làm khoai tây chiên rất ngon. Anh Dũng làm khoai tây chiên nấu chiên không dầu với cả muối truffle cực kỳ ngon. Hôm nay mình balance nhỉ? Buổi trưa thì mình healthy. Healthy, buổi tối thì mình ăn. Tối cho Ly tập tí, xong bây giờ lại ăn fries. Cái này là bao nhiêu? 150 à? 150. 150.000. Mà cái miếng này to. 150 gram. À, 150 gram. Hình như mấy chục thôi. Có 70 chục gram. Mà rất là ngon. Mà cái miếng làm sẵn như này mình cũng tiện ý, mình đỡ phải nắn ý. Tại nhiều khi mình nắn nó dễ bị vỡ, nó không được thành miếng ý. Cái này xong nó ấy mà, xong nó hình nó vẫn đẹp. Đúng rồi, xong em làm cho. Cắt cho anh phát. Chúng mình ăn chỉ soạn các anh. Là deadline của khác. Chúng mình đã sẵn sàng rồi. Nay chồng làm burger cho vợ ăn. Vợ làm mỗi salad thôi. Deadline của mình bình thường đơn giản lắm. Chỉ là hai đứa đi ăn những món mà hai đứa thích. Và thế là ok nhỉ? Cheers, anh sắp hoàn thành thử thách của anh ngày hôm nay rồi đấy. Còn bao nhiêu? Còn gội đầu. Gội đầu. Ok, đi date xong rồi gội đầu cho nhau. Cái massage gội đầu. Massage gội đầu. Sấy tóc. Thôi dù gì cũng chúc mừng anh đã gần như là hoàn thành được 3/4 chặng đường ngày hôm nay rồi. Quite perfect. Ôi. Thật sự. Nó chỉ thiếu mỗi cái lá basil ấy, cả là húng ở của Ý ấy, là nó kiểu perfect. Hôm nay là có người lái đầy đủ. Chứ không phải không có người lái. Lần trước là nó chỉ có màu vàng và màu nâu. Phòi cái này. Cheese này. Nào, cheers. Cheers, cheers. Cheers. Trời ơi mọi người ơi, Ly ăn hết miếng burger luôn nè. Bình thường là Ly không bao giờ ăn hết đâu. Nhưng mà có thể là em bé đã ăn cũng lý mũi rồi đấy. Giỏi đấy, hôm nay ăn giỏi đấy. Lại còn khoai, lại còn giỏi.
Nhưng mà ngon, nên chụp làm ngon. Yeah. So ngon. Ngon quá. Thôi là ngồi nghỉ ngơi xong rồi tôi xuống tắm rửa, gội đầu, massage nhá. Gội đầu xong mới massage. Cho người sạch sẽ nhá. Hello. Em đã sẵn sàng để cho anh gội đầu cho em vào tao tay nha. Bây giờ anh còn một nhiệm vụ nữa cuối ngày, đấy là massage cho em. Ra là cái này thì bình thường Ly cũng ít khi nhờ anh Dũng, tại vì Ly kiểu cũng chăm tập ấy, thế nên là ít khi mỏi mệt. Nhưng mà hôm nay được chồng phục vụ thì tại cổ sao chúng mình lại thế á. Mình hay kiểu ngồi nhiều bàn việc ấy, kiểu máy tính, thế nên là dễ bị mỏi cổ với cả kiểu lưng dưới một tí thôi. Thì anh Dũng cũng hay làm những cái này cho Ly, mà tại vì kiểu tay của gym mới nó nặng lắm mọi người, nó không như kiểu massage kiểu relaxing như ở ngoài hàng đâu, mà nó sẽ là bấm đúng cái chỗ mà mình đang bị căng cơ. Anyway, hôm nay là một ngày rất là dài rồi, rất là cảm ơn mọi người đã tham gia một ngày cùng bọn mình và thử thách anh Dũng rất là nhiều thứ ngày hôm nay. Thế nên là bọn mình chắc là sẽ đóng cái video tại đây, tại vì không thì dài quá đâu. Thank you baby for accepting the challenge today. Ê, nếu như mà các bạn có bất cứ câu hỏi gì dành cho bọn mình thì cứ để ở dưới comment phía dưới nhá. Bọn mình sẽ gặp lại mọi người sau. Bye bye, good night.